nhá, đây nó sẽ hiện số tiền này. Số tiền em trong thẻ em bây giờ đang có là 132.272 yên. Thì đây là tiền lương tháng rồi của em. Tính tiền Việt thì nó khoảng 27 triệu các bác nhé, 27 triệu đồng. Bây giờ chúng ta sẽ ấn xác nhận để giúp. Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nam Vlog Cuộc Sống Nhật Bản. Và bây giờ, các bác biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Ôi tàu này. Đó, bác thấy tàu không? Bây giờ đã là... Chính xác là bây giờ em xem bây giờ mấy giờ nhá. Bây giờ là 6 rưỡi tối rồi các bạn. Đây, các bác nhìn 6 rưỡi tối rồi mà nó vẫn sáng như này đây. Thì ngày hôm nay là em vừa tầm nhận được lương các bác nhá. Đấy. Thì bây giờ em sẽ trên đường đi ra ngân hàng để rút tiền, sau đó là chúng ta sẽ gửi tiền về cho gia đình nhé. Các bác cùng theo chân em để xem là chúng ta gửi tiền từ từ Nhật Bản về Việt Nam liệu nó có đơn giản hay không nhé. Em nói trước là cực kỳ nhanh gọn lẹ luôn các bác nhé. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Thị trấn Hongo, đây là cái thị trấn mà ở chỗ em ở đây. Đây lại một tàu nữa này các bác này. Đấy, các bác thấy đường xá nó có khang trang không? Đấy, đây là tàu chở hàng nha các bác nhá. Đây. Đấy, đây là tàu chở hàng nhá. Ôi dài ấy. Mấy con tàu chở hàng nó siêu siêu dài luôn các bác ạ. Đây, có một xe này vào. Đấy, các bác nhìn đây, đây là thị trấn nhá. Thị trấn mà các bác nhìn này, nó có hoang tàn không? Chả thấy người đâu. Nó quá trống vắng so với Việt Nam luôn. Đấy, tầm chiều này là tầm này là mọi người cũng bắt đầu tan việc làm rồi. Xe cũng nhiều hơn rồi nhưng mà gần như chỉ thấy ở ô tô thôi. Chứ ngoài đường đấy các bác nhìn này, đồ người đi bộ, người trong nhà chúng ta vẫn không có nhá. Cái ngân hàng của em là cũng ở gần đây thôi, chúng ta sẽ cần rẽ bên này nhé. Các bạn nhìn này, đúng không? Đúng không? Đây, cái ngân hàng của em là sẽ đi thẳng vào trong cái ngõ trong trong này nhá. Ngân hàng của em tất nhiên là ngân hàng Hiroshima Ginko, tức là ngân hàng Hiroshima đấy các bác nhá. Đây, khu phố nhỏ trong này. Đấy, đây chúng ta đi vào sâu trong trong thị trấn rồi nhá các bác. Nào, các bác nhìn thấy nó còn yên bình nữa không? Đấy, các bác nhìn nhá, nhà nó có bắt đầu mở cửa đâu. Nhà nó cứ vậy thôi. Đây là một quán cà phê này. Đấy, quán cà phê mà cũng đến thế đâu. Em vào chỗ này em phải nói bé lại. Em phải nói bé lại nếu không là người ta chửi chết các bác nhá. Đúng không ạ? Sẽ tiếp này. Đây ngân hàng của em đến trước mặt các bác nhá. Đây ngân hàng đây. Vâng, hiện giờ là em đã có mặt ở trước ngân hàng của em rồi nhá. Ngân hàng ở khu mà ở đây chính là ngân hàng Hiroshima Ginko, tức là ngân hàng Hiroshima. Đây. Vì ngân hàng bên này nó chỉ làm việc từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều các bác ạ. Đấy, làm việc cái kiểu lửng lơ thế. 9 giờ sáng nhá, đến 3 giờ chiều. Bây giờ là 6 rưỡi thì chắc chắn là không có người rồi, nhưng mà chúng ta vẫn vào rút tiền được bởi vì em rút tiền ở cây ATM. Đây. Bên ngoài nó đây. Có một cây bán nước tự động này. Đây là xe đạp của em nhá. Đây là cái khu mà chỉ để đỗ xe đạp đây. Đấy. Là chúng sẽ vào nha. Cửa chắc chắn là cửa tự động rồi. Không có ai hết. Đây, đây là khu toàn cảnh khu rút tiền các bác nhá. Đấy. Có hai cây ATM. Đây, điều đặc biệt này, có một cái ghế để chúng ta ngồi. Và điều đặc biệt các bác nhìn nhá. Đây. Đây là cái chỗ người ta phát xếp hàng này. Nếu có người đang rút ở kia, có người đang rút ở đây thì một người đứng ở đây. Ở đây không được đứng nhá, phải đứng ở chỗ này này các bạn. Đấy. Ở chỗ này. Bây giờ là không có người mà em cứ vào thôi. Giờ chúng ta sẽ rút ở cây này nhá. Điều đầu tiên là chúng ta lấy thẻ ra đã nhá. Em sẽ lấy thẻ ngân hàng của em ra. Đấy, đây là thẻ ngân hàng các bác nhá. Ngân hàng này. Em sẽ để đây. Thì đây là cái máy đây là cái máy ATM ở bên Nhật này. Thì chúng ta sẽ có cả hai cái cách rút này. Cách rút đầu tiên này là bằng thẻ nhá.
ở Việt Nam chúng ta cũng dùng bằng thẻ. Đấy, như bên này nó còn có một cái nữa nó gọi là passbook, có nghĩa là cái này là cái sổ ngân hàng chúng ta nhét vào đây. Đấy, sổ ngân hàng ở bên Nhật cũng có thể rút được tiền các bác nhá. Bây giờ sẽ dùng thẻ này. Đây là bảng thông tin điều khiển này. Chúng ta có nút rút tiền và nút gửi tiền vào nhé. Có nghĩa là cái cây này ấy, nó khác cái cây ATM Việt Nam, nó có một cái tính năng cao cấp hơn. Có nghĩa là không những rút được tiền ra mà chúng ta còn nhét được tiền vào nhé. Bây giờ là em sẽ rút tiền ra này, ấn vào đây này. Đó. Rồi chúng ta sẽ nhét thẻ vào. Rút đi. Rồi. Chúng ta sẽ, đấy, người ta xác nhận nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nhập mật khẩu vào. Mật khẩu bên này chỉ có 4 số thôi. Tiếp theo này, các bạn nhìn nhé, đây nó sẽ hiện số tiền này. Số tiền em trong thẻ em bây giờ đang có là 132.272 yên. Thì đây là tiền lương tháng rồi của em. Tính đến tiền Việt thì nó khoảng 27 triệu các bác nhé. 27 triệu đồng. Bây giờ chúng ta sẽ ấn xác nhận để rút. Bây giờ chúng ta sẽ muốn rút bao nhiêu em sẽ rút sạch luôn. 132.000 yên này. 132.000 yên nhé. Đây là nút yên này. Yên. Chúng ta xác nhận. Số dư sẽ là, đây là số dư hay là phí nhỉ? À, phí sẽ là 110 yên các bác nhé. Xác nhận lần nữa. Đây là có ấn có cần biên lai không này? Euro là cần, Euro này là không cần biên lai nhé. Thẻ ra và tiền cũng ra các bác nhé. Thẻ ra này, để đây tiền các bác nhé. Đấy, đây là tiền các bác nhé. Đó, bây giờ chúng ta cất vào trong ví thôi. Rồi, cô đang lại cổ các bạn, đi đem khẩu trang đầy đủ vào. 132.000 yên nhé, đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang một cái cây khác để gửi tiền về. Cái cây này nó chỉ là cây để rút tiền ra thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái cây mà để gửi tiền về nhé. Cái cây kia thì nó cũng không cách xa cái cây này mấy các bác nhé. Nó chỉ cách khoảng tầm độ hơn một cây thôi. Và em đạp xe lúc đó đến. Đây, tiếp tục chúng ta đi sâu vào trong thị trấn này các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn thấy nó có thấy người ở trong nhà. Nhà nào nó cũng đóng cửa hết rồi này. Làm gì còn người đâu. Những người đi ô tô thì có rồi chứ còn người trong nhà thì không có đâu. Đây các bác này. Các bác đi đây. Ui, đây nhá. Cái chỗ này em tưởng lúc đầu là chùa nhưng không phải các bạn. Đây là nhà người ta đấy. Em có chụp một bức ảnh ở đây đẹp lắm, thì em cho các bác xem nhá. Đấy các bác nhìn này. Đây là nhà người ta đấy chứ không phải chùa đâu. Lúc đầu em cứ tưởng đây là chùa cơ. Nhà thế nó mới sợ gì. Nha, chúng ta sắp đến được các bác nha. Ôi, cái nhà này em đi lúc nào em cũng ngắm các bác này. Vì nó có dàn cây cảnh nhìn khủng khiếp quá. Đây các bác nhìn nha, ở cái nhà này. Đây cái nhà em quay nha. Đây các bác nhìn này. Cái dàn cây cảnh cái nhà này nó có dã man không? Những cái bờ tường nó là kiểu như khu du lịch rồi. Đấy. Các bác thấy nhà bên đấy, bên này nó như thế đấy. Kinh không? À, chúng ta bắt đầu ra đến chỗ đường to hơn rồi. Ở đây chúng ta sẽ vào cái Yucho nhé. Cái này gọi là Yucho để chúng ta có thể gửi tiền về cho gia đình. Đây sắp đến rồi các bác nha. Đấy các bác nhìn thấy đường to không? Đường to mà người chạy đâu hết gì. Đường to nhưng mà làm gì có người đâu. Đường này là một cảnh thôi mà. Đây nha, chúng ta đến rồi các bác nha. Đây chính là chỗ này. Biểu tượng là đỏ ai? Đấy, Yucho chính là gì? Yucho chính là bưu điện đấy các bạn. Nó gọi bên này cái bưu điện nó cũng gọi là một loại ngân hàng, nó gọi là ngân hàng bưu điện. Em đợi đây, nhưng mà đây như có người rồi. Đợi lúc người ta xong thì mình vào, bởi vì em còn quay cho bác xem nữa. Để cho người ta xong thì mình vào bác nhá. Đấy, dựng xe xuống. Đấy, các bạn nhìn không? Đấy, đây chính là cái Yucho này. Nhà đây, có thể không? Chả có ai hết. Vắng tanh. Như kia của em gái xinh thế nhỉ. Trong kia đang có người nhá. Đợi chúng ta đợi hết người em sẽ vào nhá. Đây, các bác nhìn thấy có chữ post đúng không? Đấy. Post chính là bưu điện đấy. Đây. Nếu như mà ai mà muốn gửi thư thì bước vào trong cái thùng này. Đây thùng thư đỏ đây. Đó. Ai muốn ship kiểu mình ship code mua đồ á, mình bán đồ ship thì cũng vào trong này. Nó có các thứ thời gian này, từ mấy giờ đến mấy giờ này. Chúng em không bán hàng online em cũng chả biết. Đây GP Post. Đấy bác thấy không? Quay cho bác xem nhé. Trong lúc đợi người ta xong mình để mình vào gửi nha. Đó. Đấy bác thấy không? Vắng lặng. Hầu như không có một ai hết nha. Kiểu như là thành phố bị động đất sóng thần không như di cư ấy. Đấy bác nhìn này. Cứ dã man không? Mà rộng nhá, sạch sẽ. Nhưng không có một ai hết. Ở trên kia đường quốc lộ kìa. Trên kia đường quốc lộ.
Đấy, ô tô người ta đỗ đây. Mấy ông này ông làm gì lâu thế nhỉ? Nhanh nhanh thì tôi còn vào gửi nè. Nhà bao việc. Cứ phải ngồi đây chợ. Dạ, đợi lúc đã các anh nha.